Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái loại trái. Trái này thì rất là phổ biến ở Đà Lạt, nhưng mà hiện nay thì bà con mình trồng nhiều nơi. Trong đó ở Sa Đéc mình thì cũng có người trồng nè. Đây là một cái quán cà phê rất là yên bình ở thành phố Sa Đéc. Và mình giới thiệu với các bạn, đây là loại chanh dây hay còn gọi là chanh leo. Cái chanh leo này thì các bạn thấy tương đối rất là dễ trồng, trái sai đẹp. Và hôm nay mình quay cả hoa luôn nè các bạn. Thấy hoa không? Đó, mình quay gần cho các bạn thấy ha. Hoa cũng rất là đẹp, màu trắng với màu tím kết hợp rất là đẹp. Đây, một cái hoa nữa đây, vừa có trái già nè, vừa có trái tượng hình nè, mới vừa tượng nè, rồi có hoa nữa. Các bạn biết không, cái chanh dây này rất là bổ luôn ha, bổ lắm, trị rất là nhiều bệnh luôn. Mình nói sơ cho các bạn nghe thôi nha, có gì các bạn tìm hiểu thêm, tham khảo thêm. Tức là cái chanh dây này có cái vị chua, rồi khi dùng thì người ta dùng cái cơm ở bên trong. Khi cái trái chín thì từ từ nó mốt như thế này nè, mốt lại và nó chuyển sang cái màu tím hoặc là màu đỏ các bạn, đỏ vàng nha, đó, đỏ bọc đô đó, hoặc là màu vàng đó. Trái chín nè, đó, các bạn thấy màu hơi vàng vàng nha, đó. Thì cái trái chanh dây này có nhiều cái công dụng lắm. Thứ nhất là tại vì chứa nhiều vitamin C. Thì các bạn biết rồi đó, vitamin C thì tăng sức đề kháng cho cơ thể. Do đó mà cái chanh dây này uống mà vào buổi trưa đó thì chắc ăn là phải thanh nhiệt rất là tốt rồi, làm cho cơ thể mình mát mẻ. Ngoài ra đó các bạn còn ổn định được đường huyết. Trời ơi dễ thương thế nào, muốn hôn cái cho rồi. Ổn định đường huyết nè, rồi á là có thể là bớt đau xương khớp nữa nè, rồi á là làm cái chất mà an thần cho cơ thể con người nè, nó dễ ngủ, an thần. Các bạn thấy nhiều công dụng không? Một cái hoa hết sức đẹp nè các bạn. Đó, cái trái này sắp chín rồi. Rồi các bạn biết là cái trái này nè rất là nhiều cái khoáng chất và có lợi cho cơ thể, có nhiều cái chất xơ ha. Khi ăn thì các bạn cũng đừng nên ăn hột nha các bạn, mình bỏ hột đi ha, chỉ lấy nước thôi là tốt nhất. Mấy cái trái đó rồi pha ra, khi pha thì cũng đừng có quá nhiều đường nha, tại đường nhiều thì cũng không được tốt lắm. À, quá đẹp. Ở đây mà có một cái dây chanh dây gì đây là tuyệt vời các bạn thấy không? À, cái này hơi tối tối rồi bởi vì không được sáng lắm. Rồi bữa nay mình giới thiệu với các bạn sơ về cái loại chanh dây hay còn gọi là chanh leo. Cái loại này thì lúc trước mình đi Đà Lạt á, mình thấy ta trồng nhiều, nhưng mà bây giờ thì rất là phổ biến và rất là dễ trồng. Mình quay cái gốc cho các bạn xem nha. Cái gốc cũng to lắm, rất là dễ trồng, ở đâu cũng có thể trồng được. Đó, quan trọng là các bạn có giống hay không thôi. Đây là khổ qua quá đẹp ha các bạn. Trái xoài rất là xoài luôn. Chín thì trái nó mớp á các bạn, mớp rồi nó chuyển màu từ từ ha. Mớp nè, như trái này nó cũng chín nè. Các bạn thấy không? Có một cái trái hồi nãy mình thấy đây cũng chuẩn bị chín luôn. Rồi cuối cùng không biết nói gì hơn là hẹn gặp lại các bạn ở các clip khác ha.